Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đi làm về sớm cho nên là mình quyết định là ghé qua cái con suối này này các bạn này, con kênh này này để coi xem có con cá gì nhỏ nhỏ hay hay đẹp đẹp không mang về thả ở hồ nuôi thử coi. Rồi cái vẫn còn đang yên ở trên xe này. Rồi, thấy ở đây có con trâu nó đang tắm bùn này các bạn, quay cho các bạn xem, còn thấy không? Đó. Không dám bước xuống xe các bạn ơi. Xui nó đuổi cái còn đè xe chạy kịp. Nó đang tắm bùn dơ quá trời luôn, dưới đó chắc có đĩa đó. Người ta kêu là ở đâu mà có trâu là đó có đĩa mà. Rồi quanh đây này các bạn nè, quang cảnh quanh đây nè các bạn thấy yên bình không? Các bạn thấy cái chỗ trắng trắng đằng xa kia không? Đó, để mình chạy gần lại xíu cho các bạn xem nhé. Đó, đây này các bạn nè, đây là những cái luống mà vài bữa nữa người ta sẽ trồng rau á. Mình thấy ở khu này người ta hay trồng đậu bắp nè. Để lát nữa mình kiếm chỗ nào mà người ta đang trồng rồi á, mình cho các bạn xem nha. Rồi một bên á là con trâu, bên này có mấy con bò nữa các bạn này, nó đang ăn nữa. Rồi đấy, để mình chạy sang dưới xem dưới đẹp hơn không. Các bạn xem ở đây người ta trồng hình như là khổ qua này các bạn này. Để mình thử tiến lại gần mình quan sát rõ hơn xem phải khổ qua không nhé. Đúng rồi các bạn ơi, đúng là khổ qua rồi. Cái này hơi bị ngon đó, các bạn xem nè. Đây, mình thích ăn quả này lắm. Có bạn nào sợ đắng thì thua chứ mình là thích mấy cái này lắm. Đây các bạn xem nè. Rồi ở dưới này rêu quá trời luôn này các bạn này. Phải rêu không ta? Nè. Để mình nhổ lên xíu coi coi, xa quá nhìn không rõ. Rồi gặp may rồi các bạn ơi. Đúng là rêu thật rồi. Sao nó không rõ màn hình vậy ta? Đúng là rêu rồi. Sao nhìn nó không rõ được ta? Cách nào cho nó rõ hơn không ta? Mình chiếu rõ hơn mà khó nhìn quá. Mình không biết tên của loại rêu này nhưng mà mình biết chắc chắn là rêu này trồng thủy sinh được nè. Cả ở trên bờ, trồng ở mép nước lẫn ở dưới nước luôn. Rêu này chắc chắn trồng dưới nước được. Mình chắc chắn điều đấy luôn. Rồi biết chỗ lấy rồi nhưng mà bây giờ hồ mình ở trong phòng á, ít ánh nắng quá. Có mang về trồng trong hồ nó cũng không sống được. Thôi thì để nó lại vậy. Để nó xuống dưới này đi. Mình biết chỗ mình lấy là được rồi. Bây giờ cần mình mới lấy chứ. Rồi đi tiếp các bạn ơi. Cái này cây này chắc nhiều bạn biết này. Các bạn nhìn quả này quen không? Ây da. Này bình bát phải không nhỉ các bạn nhỉ? Mình quên rồi. Ừ, hình như bình bát này. Quả này nó có họ với quả măng cầu này. Khi chín nó màu vàng. Mình bóc vỏ ra rồi dầm đá. Tại vì nó chua lắm. Dầm cho đường vô, dầm đá vô. Mấy ngày nắng nóng như kỳ này á mà có quả này làm mấy ly nước này uống ngon lắm các bạn ơi. Nhưng mà tiếc quá nó chưa chín. Coi không có quả nào chín không. Không thấy, toàn thấy lá thôi các bạn ơi. Mình mới thấy con rắn các bạn ơi, nó bò nhanh quá không kịp quay. Nó bò từ bên này nè. Bò bên này. Chui vô cái ruộng khoai này rồi, khoai môn, khoai sọ này các bạn này. Tiếc quá không kịp quay. Mình đi qua đây mấy lần rồi, mình gặp rắn mấy lần rồi đó. Lần thì gặp rắn xanh, lần thì gặp con rắn gì chẳng biết màu nâu nâu á. Ước gì gặp con rắn lớn lớn xíu lại có bữa được ăn, chứ rắn nhỏ quá thôi thả đi chứ làm gì nó đâu. Đây các bạn biết cái này cái gì không? Cái này này, cái này nó là cái cống để mà ngăn nước nó chảy vào ruộng hoặc là lấy nước ra đó các bạn. Mình mở nó ra đây này. Ôi cẩn thận. Đây này các bạn. Ồ quá trời cá lim kim kìa. Lim kim đó đó bơi kìa. Nhỏ quá. Nhìn chưa rõ được. Cái cống nó đây các bạn này. Đó. Mở xoay cái này lên. Cái nó kéo cái cổng. Kéo nguyên cái tấm này lên luôn hay sao á. Không biết phải không nữa. Đại khái là liên quan. Đây này. Nó có răng cưa và là để mồm kéo lên mà. Mở ra cái là nước chảy con này này. Hôm bữa mình thấy bên này có nhiều cá lắm. Biết này có. Để rón rén lại gần coi thử coi. Các bạn thấy gì không? Mình không thấy gì hết á. Này nước có đục hơn hôm bữa nước trong hơn.
quả bình bát nữa này các bạn này. Này. Sao lâu chín dữ ta. 2 tuần này chưa thấy nó chín gì hết, không biết là quả này hái về không biết nó có chín không ta. Lát nó hái về luôn. Này mọc hoang mà đâu phải của ai đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đậu, sẽ chạy xe tới chỗ cây cầu kia ha. Và sẽ dừng xe ở đó. Đây. Để mình thử quay ở bên này coi. Cây dừa nước này các bạn này. Quá trời dừa nước luôn. Đang ra hoa nữa chứ. Đây. Các bạn thấy không? Hoa của nó nè. Đó, cây dừa nước nè. Cây này thì trồng dạng thủy sinh cũng được, trồng không phải thủy sinh mà dạng giống như là trồng ven bờ thôi cũng được, nhưng mà không đẹp lắm. Ở dưới này chắc có nhiều cá ấy lắm này, cá bảy trầu này. Những cái nước như vậy là dễ có cá bảy trầu. Rồi chắc mình phải thay đồ ra thôi, chứ mặc đồ đi làm chỗ này mà xuống đây chắc hư hết đồ luôn quá. Để qua cái vũng này coi xem có cá không. Xem có cá gì không. Không có thấy cái gì hết. Toàn thấy cái bọt gì nổi lên quá trời, ốc bươu vàng luôn các bạn. Ốc bươu vàng không à. Đó nè. Đó, ốc bươu nè. Thiệt tính hồi xưa mình biết mấy cái ruộng ấy nhiều cá lắm. Vì sau này để diệt ốc bươu vàng người ta xài thuốc dữ quá, mà cuối cùng là cá chết hết trơn rồi. Mà cuối cùng á, ốc bươu vàng vẫn còn, không diệt nổi. Đây này các bạn, trứng của ốc bươu vàng nè các bạn. Cái hồng hồng đó, trứng của nó đó. Đây, để mình quay lại cho gần nè. Đó, trứng nó nè. Rồi, bên này chúng ta tới cầu rồi nè các bạn ơi. Quá trời nước luôn. Các bạn nghe thấy tiếng nước chảy không? Cậu trời, đừng có rớt cái điện thoại xuống đây là tiêu luôn đó. Các bạn thấy cảnh yên bình quá ha. Rồi, bắt đầu thay đồ, vớt ít cá. Rồi các bạn ơi, mình chế tại tạm thôi. Đây cái lưới, quấn trong hai cái đầu cây này, trong này mỗi cây. Cái này cây, mình sẽ cầm như vậy để bắt thử thôi, tại có một mình nó làm gì cũng khó khăn hết. Giá mà có thêm ai nữa thì đỡ. Rồi thay đồ luôn rồi, mặc đồ đá banh luôn rồi. Bây giờ mình sẽ lội xuống dưới này. Thấy có nhiều cá gì không biết nữa, thấy nhỏ nhỏ ngắn ngắn, không biết cá gì nữa. Giờ chỉ hy vọng một điều duy nhất đó là đừng có đẻ ở dưới này thôi. Rồi mình xuống đây. Cú vớt lần đầu tiên các bạn ơi, nó ghê hơn là mình nghĩ. Cảm giác xuống đấy mà không biết là có đĩa hay không, nó hồi hộp lắm. Mình xuống mình xúc đại một cái rồi mình đi lên liền luôn. Được một con cá kìm này các bạn này. Được con nhỏ xíu à. Hồi hộp quá. Sợ xuống đấy sợ. Tại vì mình chưa biết là dưới nước nó có cái gì mà, nên mình cảm giác nó sợ sợ. Rồi để bắt con cá kìm này vô chai luôn. Mừng có các bạn ơi. Lần này bắt được cá rồi, không biết là cá gì. Chạy vội lên bờ sợ đĩa nó bu. Đây xem cá gì coi. À, cá sặc à. Một con cá sặc các bạn ơi. Được, cá sặc cũng được. Và một con cá lòng tong. Đâu rồi? Một con cá lòng tong này các bạn này. Lòng tong, vậy là được một sặc một lòng tong. Một đây là con lòng tong nha các bạn nhé. Rồi và đây là con cá sặc nè. Các bạn thấy cá sặc đẹp không? Mình sẽ bắt cả hai con này luôn. Rồi có gì mình lựa lại sau. Thêm một mẻ nữa các bạn ạ. Lần này mình có cái gì ta? Cá kìm nữa hả? Cá kìm. Đâu rồi? Cá kìm tiếp luôn. Nhưng mà hình như là con trống. Có xíu màu. Có xíu màu ở đuôi này các bạn thấy không? Cái đuôi nó, cái đuôi đâu ở đây này, cái đuôi này
Rồi để mình cho vô bịch ngay không có nó chết, cho vô chai. Rồi thêm một mẻ nữa các bạn ạ, nhưng mà có mỗi con lòng tong à. Đây này các bạn này, nó này đó, con này con lòng tong này. Các bạn nhìn con này thấy giống với lại con cá sọc ngựa không? Mình cảm giác là nó chỉ khác cái màu thôi chứ về hình dáng là y chang rồi đó. Bắt luôn. Mình bắt được hai em chuồn chuồn kim này các bạn này. Nhìn đẹp không? Hai con luôn. Lấy cái lưới quờ phát chúng luôn. Một con thì đứng im còn một con bay hoài. Rồi xong, hai con bám vào nhau. Đang làm cái gì thì không biết. Thôi thả cho nó bay. Hai con này một cặp nè. Một đực một cái nè. Nên nó bay chung với nhau mà. Thôi thả nó ra, bay đi. Đó, bay đi. Rồi. Rồi, mình mới bị đỉa thăm ở dưới này rồi. Thấy con đỉa rồi nhưng mà nó chưa có đậu ở mình. Thôi không dám xuống chỗ này nữa. Để lát nó cho con đỉa nó bò đi chỗ khác đó. Rồi. Mới bắt ở bên bên hồ này các bạn này. Mới bắt ở bên này. Được mấy con cá liềm kìm nữa. Để cho chai. Các bạn ơi, một con cua và một con cá lòng tong. Đây. Bắt hết luôn, không chừa con gì hết. Ây da. À, mình thử mang con cua về cho nó đấu với lại con bò cạp ở nhà coi. Xem ra là sao. Các bạn xem hai cha con đang bắt cá này các bạn, là đang lưới này, giăng lưới này. Xem bắt được con gì đây. Một con cá chép con này chắc hôm bữa người ta cúng ông, người ta tiết ông táo đây. Chép. À được con cá trắng nữa nè. Được một con cá trắng, một con cá chép với lại mấy cá phi, mấy cá rô phi. Rồi. Tiết ông táo xong rồi bây giờ nó lên đây luôn. Nè. Con này nè, con này con cái chỗ mình gọi cá trắng nè. Chỗ này chị gọi cá gì? Cá ngựa hả? Đâu phải. Chỗ em gọi cái này cá trắng. Cá linh. Đâu, đâu phải cá linh. Cái này nó có cái chấm ở đuôi nè. Cha, con cá gì cha? Rồi, một con cá chép này các bạn nè. Bữa cùng ông táo. Hôm nay đi theo ông táo luôn. Ông táo đã bị bắt. Rồi. Ây da. Hôm nay có vẻ hơi thất thu các bạn ơi. Mong sao. Đi coi như là dã ngoại đi. Thôi chào các bạn nha, mình về nha. Cũng trễ quá rồi. Đây, đây con cá này xanh này đẹp này.